Rồi, chào tất cả anh em nha. Giới thiệu cho anh em một bộ chế xe ba bánh nhé. Bộ này thông dụng nhất thị trường, chế thì con quay xe zin này. Đấy, thì anh em tải lặng chạy trong vườn hoặc là chạy loanh quanh trong chở ít rau cỏ đi chợ nhé. Thì bên em sẽ nhận giống xe. Đấy, các bác nào có xe mang đến tận nơi chỗ em, thì em sẽ giống nhận giống xe. Đấy, bên em giống rất chi cẩn thận nhé. Chở lặng thì em cho giảm sóc hôm trước. Hàn khung này, khung hàn vuông đét nha các bác nhé. Đấy, thế này thì nó sẽ cứng xe, nó không bị lắc. Đấy, đảm bảo cho các bác. Đấy, các bác nhìn như này, các bác mua phụ tùng bên em ấy, thì nó vẫn cứng như này, các bác có thể nhìn theo các bác thiết kế. Đây, chân phanh, đây là tai phanh, đấy, dọc phanh bên kia, đấy, còn phanh bên này. Đấy. Khung thì các bác cắt đuôi xe máy này nhá, cắt đuôi xe máy các bác táp vào. Đấy. Đầu tiên thì bác lắp cầu, xong bác lắp đôi nhíp treo lên, xong bác dàn khung này. Hình thức nó đơn giản thôi. Đây, con này em gióng được vào 70%, các bác thì dàn thích cứng thì các bác dàn vượt qua bánh này. Còn các bác lắp thùng trên. Đấy. Tùy các bác lắp. Đấy, phụ tùng nó sẽ đầy đủ là cầu này, lốp nhíp này, số phụ này. Đây, bên này nó là số tiến lùi nữa cơ. Đây. Số tiến lùi nhá. Đây cần số phụ. Khi các bác vào số thì các bác nếu mà cần vào số phụ các bác kéo cần số phụ này, nó giữ luôn này. Đấy. Đây số tiến lùi nhá. Đấy, quay zim này. Đấy. Hình thức chế nó đơn giản thôi. Đấy. Bác ấy thì xem phụ tùng mới đằng sau nhá, thì em để chèn clip phụ tùng mới đằng sau. Đấy, nó ok nhất. Rồi, các bác xem kênh các bác nhớ đăng ký kênh nhá, số điện thoại để dưới góc màn hình nhá. Đấy. Em phụ tùng sau các bác xem tiếp video nhá. Hello anh em đã quay trở lại video tiếp theo. Thì video trước thì em đã giới thiệu là cách chế như nào rồi ấy. Thì hình dung ra thì đây là bộ phụ tùng nguyên bản của nó nhá. Thì cái kia nó chỉ là cái cũ thôi, để em quay hướng dẫn thôi. Thì đây là phụ tùng nguyên bản, nó bao gồm một đôi lốp này, cặp nhíp này, cầu này, số phụ này anh em này, số phụ nhá. Rồi treo nhíp nhá. Trước mới lại số tiến lùi này. Mới hết. Còn nếu mà anh em mua máy mới nhá thì bên em lại bán thêm máy mới cho. Đấy. Còn một bộ đây là bộ đầy đủ đầu tiên ấy, thì em sẽ bỏ này ra. Đấy. Thì bộ đầy đủ đầu tiên ấy, thì nó gồm số tiến lùi này, số phụ này, lốp nhíp này. Đấy, chưa có máy nha anh em nhá. Thì một combo này thì em bán một giá khác. Thì các bác vừa xem kênh nhá, các bác ép Zalo số này này, hai số điện thoại của em nhá, hai số Zalo nhá. Anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại của em. Đấy. Thì bên em sẽ báo giá trực tiếp cho anh em, tại vì bây giờ cũng rất nhiều anh em bán nên là em cũng không báo giá công khai, các bác lưu ý như vậy. Các bác cứ thiện chí, các bác cứ để lại comment số điện thoại cho em, em sẽ gọi lại cho các bác, hoặc là để số điện thoại dưới các bác có bình luận cho em thì bên em sẽ trực tiếp gọi lại cho các bác, đấy, báo giá cho các bác nhá. Đấy. Thì bộ đầy đủ thì em có thể bán lẻ là số tiến lùi này. Số tiến lùi đó bác nhá. Hoặc cái cốt này các bác là hỏng cái cốt này, em bên em bán cả cái cốt này nữa nhá. Đấy, cốt trong này nó tét này. Đấy thì một độ đầy đủ như này thì em sẽ bán một số tiến lùi mà theo khớp lối này luôn. Các bác mua lẻ số phụ kia thì một số phụ mới cả cần cả dây nhá. Bác mua lẻ cặp nhíp bên em bán lẻ cặp nhíp, mua cầu lẻ em bán cầu lẻ, mua lốp lẻ em bán lốp lẻ nhá. Đấy, bên em là chuyên bán lẻ hết tất cả phụ tùng. Đấy, còn video máy nha các bác nhá. Video máy thì các bác nào có nhu cầu máy thì các bác cứ đăng ký kênh giúp em nhá, thì bên em có máy ở cái phần phần kênh của em ấy, nó nhiều lắm. Đấy, các bác thể xem qua. Thì đây thì các bác là không thích số tiến lùi này, các bác muốn số tiến lùi hộp kép này nhá, thì nó sẽ hai cần, cần số phụ luôn ở đây này. Thì một bộ này sẽ đắt hơn. Đấy, bộ đắt hơn. Đấy, một cần tiến lùi, một cần số phụ luôn. Còn nếu bác nào chỉ cần số phụ này, bỏ cái số phụ ở đầu cầu đi, thì anh em lấy đọc cái một combo em báo giá luôn là một số phụ này, mấy bộ phụ kiện kia, bỏ số phụ ra thì là bên em bán 5,8 triệu luôn. Đấy, báo giá luôn các bác nhá. Thì bên em có rất nhiều mức, các bác cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại này, thì bên nghe anh em tất cả anh em các bác trao đổi được nó dễ hơn. Thì bên em cũng bán rất chi nhiều rồi, nhiều anh em phục vụ là chở rác này, chở cây trong vườn này, đi chợ này. Thì một bộ với một bộ cả lên này thì em đã nói rồi là nó chỉ rơi vào tầm 12 triệu quay lại thôi. Đấy là xe của các bác nhá. Đấy, xe là cứ mua cả xe đấy. Thì một bộ này bên em giờ bán nó trên 6 triệu một chút thôi.
đấy, thì xe rồi pháo rồi tân tật thì các bác chế chắc thành độ tầm 10 triệu quay lại thôi đấy, 10 triệu nha các bác nhé, dễ đâu đấy, đầy đủ hết. Các bác xem kênh bác nhớ đăng ký kênh giúp em nhá, thì có video là hay đấy các bác sẽ đến với em được. Đây đấy, còn lắp thì lắp như này, bình thường con máy quay nhá, máy quay máy gym như này này đấy, các bác chỉ cần úp vào xong này. Đây và úp này, úp cái số này vào cái là các bác có thể chế được ngay đấy, nó rất chìa dễ đấy, lắp hộp số lại được, vì cái này bây giờ nó là ma lem đồng bộ hết rồi đấy. Các bác mua lẻ hộp số 2 tầng này thì bên em bán lẻ hết này, nói chung là bên em bán lẻ hết cho các bác nhá. Đấy, đầy đủ phụ kiện như này hết nhé các bác nhá. Rồi em kết thúc video tại đây, các bác nào có nhu cầu mua thì alo cho em là 0364011683 nhé các bác nhá. Các bác chào tất cả các bác.